Kính thưa các bạn, kính thưa các anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây chia sẻ cho các anh chị em, các bạn gần xa một cái tử vi mà số mệnh nói về vầng trán trái tim. Ai sở hữu được vầng trán trái tim, tức là cái vầng trán của mình ai cũng tròn như thế này, tròn đều như thế này đúng không? Ai cũng tròn hết trơn nè. Tiếp ra cũng vậy nè, ai cũng tròn hết trơn á, mà chỉ có những cái tuồng cải lương á là người ta hay vẽ những cái vầng trán trái tim thôi, là vầng trán người ta vẽ thêm hay gì đó, Tuyết Già cũng không có biết. Ở tuồng cải lương á thì cái đó là mình không nói nhưng mà nói về cái người thật việc thật á, là cái vầng trán trái tim á, ai sở hữu được cái vầng trán trái tim á là người đó chuẩn bị đi nha. Dù cho đang nghèo là cũng được đổi đời một cách gọi là bất ngờ luôn, mặc người ta không có ngờ được, người ta không có nghĩ ra được luôn. Là cái vầng trán trái tim là như thế nào? Ví dụ như tóc của mình như thế này đúng không? Mà có những cái tóc mai á, nó sẽ mọc xuống gì nè. Nó mọc xuống gì nè. Mình không biết nè, mà là nó tóc màu gì nó của các bạn mình không biết ha. Nó sẽ mọc như thế này nè. Đó, nó mọc như nè, mọc vậy ha. Xong nó mọc ra như nè, đó. Đó các bạn thấy không? Nó mọc xuống gì nè. Cái chòm tóc này nè. Các bạn nhìn các bạn rất là bực nha, bực lắm á. Nếu mà ai có cái chòm tóc này á nhìn bực lắm. Nè. Đây, Tuyết Già sẽ vẽ nha, Tuyết Già không có. Tuyết Già mà sở hữu có cái vầng trán này là Tuyết Già giàu rồi. Và đổi đời rồi. Đây, đó, các bạn thấy không? Tự nhiên nó gì nè. Nó gì đó. Thấy chưa? Tự nhiên có những cái cọng tóc mà nó nè, cái chỗ này nè. Nó vô duyên vô lý gì đó, cái nó mọc xuống vậy nè. Nó mọc xuống vậy nè. Nó mọc xuống, nó chỉ có người hả, mọc rất là rõ luôn, mà có người chỉ mới nhú nhú thôi. Đó, nó sẽ mọc vậy. Đó, là tóc nha các bạn. Tóc, tóc mà tóc mấy cái cọng nhỏ nhỏ của mình đó. Đây. Các bạn xem ai mà nè, nó gì, xuống gì. Nó chỉ gì thôi à, nó gì đó. Nó gì đó, bắt đầu nó ra trái tim nè, thấy chưa? Đó, nó gì đó. Cũng như cái tóc mai của mình á, cái tóc mà người ta gọi tóc mà tóc con đi, tóc con đúng không? Nó học gì đó mà nó chỉ xuống vậy nè. Là số người này là công chúng ai cũng biết nha. Đó. Thí dụ như là các bạn lên lên mạng á, các bạn xem á, nhiều YouTuber á nó rất là nghèo, nghèo lắm luôn. Mà rất là bình dân, rất là bình thường luôn. Đột xuất cái nó vô làm YouTuber cái tự nhiên cái mua nhà mua cửa. Tự nhiên cái nổi tiếng lên cả triệu view luôn. Cái nó bắt đầu mua nhà mua cửa. Các bạn thấy không? Nhiều khi các bạn nói trời, gì nhanh vậy? Gì mới đây mà giàu rồi, mới đây mua nhà mua cửa. Là như vậy, là nó có cái vầng trán trái tim. Đó, các bạn thấy không? Nó chỉ có cái tóc nó mọc xuống thôi à. Nó mọc xuống gì thôi à. Mà đã coi như là đổi đời một cách ngoạn mục rồi. Ví dụ như là một YouTuber, một ca sĩ mà ví dụ như hồi xưa hát bản có 50 à, hoặc là chưa bao giờ làm ca sĩ luôn. Cái đột xuất cái tự nhiên cái thấy hát hay quá, cái đi thi ca hát cái đậu cũng như là đậu hạng nhất luôn. Rồi cái làm ca sĩ nổi tiếng luôn, nó có những cái nổi tiếng gì mà cái vầng trán này sở hữu á nha các bạn, là vầng trán sở hữu nổi tiếng công chúng ai cũng biết người này. Mà một cách từ nghèo mà lên giàu á, cái vầng trán này nó lạ lùng như vậy. Ai sở hữu gì hồi đó Tiết Già cũng mơ ước cái vầng trán như vậy lắm. Thì Tiết Già đã đọc sách số rất là nhiều rồi, mà Tiết Già không có chứ, nên Tiết Già đâu có phải là người nổi tiếng, có phải vậy không, đúng không? Nhưng mà thí dụ như người nổi tiếng nó còn những cái bí ẩn ở trong người mình nó khác nữa. Nói nhưng mà hôm nay Tiết Già sẽ nói cái này, cái vầng trán trái tim đi, nó cũng có nhiều cách để nổi tiếng, nhiều cái bí ẩn, nhiều cái quyền bí trong cái tử vi, trong cái thân thể con người mình để được nổi tiếng lắm. Nhiều khi các bạn xem các bạn nói trời sao kỳ vậy, sao mà tại sao mà đang nghèo mà tự nhiên giàu. Đó, giống như là mình điển hình, các bạn nếu mà lên coi chương trình của Tấn Vĩ ha,
Thì Tuyết Già cũng hay coi chương trình của Tấn Vĩ lắm, coi mấy cái chị đẹp á, mà chương trình của Tấn Vĩ thì hay có chị đẹp thì mình cũng thích người đẹp, vậy mình lên mình xem mà chị này gì kết nối với anh kia rồi nó cũng vui lắm. Thì Tuyết Già tình cờ mới coi coi sao mà tự nhiên á, cái Tuyết Già coi chúng ngay cái clip của anh Tấn Vĩ á, ca sĩ Tấn Vĩ, mà coi ngay cái clip là gà trống nuôi con, mình mới mở ra gà trống nuôi con. Tự vì mình thấy gà trống nuôi con mình cũng thấy thảm thương, mà mình thấy cái gì thảm thương là mình mở ra coi à, mình coi gì mình thích lắm, các bạn công nhận không? Thấy người ta nghèo khổ vậy đó mà cái vừa mở ra coi thôi, thật sự trong lòng Tiết Già nói thật nha, Tiết Già chưa có coi khúc sau, không có coi khúc sau, chỉ có coi khúc đầu thôi. Thì cái anh chàng gà trống nuôi con này á, là ngồi ôm đứa con luôn mà đang than vợ bỏ, đang than vợ bỏ, buồn bã gì đó, ngồi trên chiếc võng rồi than thở, rồi Tấn Vĩ là cũng đang tâm sự nói chuyện. Thì Tiết Già mới phát hiện của cái anh mà gà trống nuôi con đó, có một các bạn lên xem đi rồi các bạn sẽ thấy, mà cái chòm tóc có cái lúc mà hất lên á, cái lúc mà anh gà trống nuôi con này hất lên á hen, thì nó có cái gì nè, nó có cái một cái chòm tóc mai mà nó xuống gì nè, một trái tim nhẹ thôi nha, trái tim anh chàng này rất là nhẹ, cái bằng trán trái tim anh chàng rất là nhẹ. Thì mình mới nói ồ ê vợ bỏ mà cái bằng trán như thế này không có học hành gì nữa làm sao mà nổi tiếng được, lạ lùng mà không thể nào mà nổi tiếng được mà không học hành, mà nghèo nhà quê ở tuốt trong tí tè luôn, mà giờ vợ còn bỏ mà đang nuôi con mà làm hồ làm phụ hồ như vậy đó. Cái Tiết Già mới nói trời, không lẽ sách số nó sai ta, mình đọc sách rất là nhiều mà mình coi rất là những người nổi tiếng về cái vầng trán trái tim này. Cái bắt đầu mấy Tiết Già mới thấy như vậy, Tiết Già mới tức quá, mở tiếp luôn, mở nữa những cái clip clip tiếp theo của anh Tấn Vĩ đó hen. Tiết Già tức mà tức chứ, trời ơi, mình đọc sách cái công mình đọc sách mình mà biết bao nhiêu. Thì mở ra Tiết Già mới thấy là cái gì mà Sóc Trăng nha, cái gì mà Việt Kiều Sóc Trăng gì tùm lum hết, con gái đồ kết nối gì đó. Xong rồi cái tự nhiên cái Tiết Già mới thấy là có một cái bạn nữ đó là Việt Kiều Mỹ thương anh này hiện tại giờ luôn nghe các bạn, cái này là người thật sự thật luôn nha. Tiết Già thấy hấp dẫn quá, là Tiết Già được một cái điển hình đó thôi, rồi còn rất 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 nhiều nữa. Rồi cái bắt đầu á, Tiết Già mới theo dõi. Tiết Già nói ờ thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cho nên các bạn nếu mà xem á, cái clip của anh Tuấn Vĩ ha, mà xem các bạn đánh vô gà trống nuôi con là các bạn nhìn nha, nhìn mà cái chỗ á, cái lúc mà cái anh này hất ra, hất cái tóc lên nha, còn có lúc mà anh xù tóc xuống thì mình nhìn không có thấy rõ đâu. Tự nhiên cái clip đầu á là cái anh đó hất tóc lên, từ vì đang đang còn khổ mà lúc này thì các mạnh thường quân á là xây nhà xây cửa rồi, có người yêu rồi, ở Mỹ rồi này kia nọ, là cái anh này đổi đời mà công chúng cũng đều biết anh này luôn bây giờ, các bạn thấy chưa đó, chỉ có như vậy thôi mà hả, coi như là đã đổi đời rồi. Nói chung là cái này là mình nói cái chuyện gọi là đổi đời tức là từ nghèo mà nó thoát khỏi cái cảnh nghèo một cách gọi là nó rất là nhanh chóng mà công chúng đều ai cũng biết nha. Còn cái này nó không ảnh hưởng gì cái chuyện tình duyên nha, tình duyên có lận đận hay không á là do thí dụ như là có thể là trên cái khuôn mặt của anh chàng đó bị cái gì hay hoặc cái gì cái đó là khác, nhưng mà tiếp giờ hôm nay nói cái vầng trán trái tim thôi. Đó, để cho các bạn, các anh chị em nào sở hữu được cái vầng trán trái tim con mình, em mình, cháu mình mà đang nghèo, đang vất vả, đang khổ sở thì các bạn hãy hy vọng chắc chắn 100% luôn, chứ không có 99% là sẽ đổi đời một cách ngoạn mục luôn, mà đổi đời mà còn công chúng biết luôn. Đó, các bạn lên nó xem những người ca sĩ mà nghệ sĩ mà đã nổi tiếng đó, là các bạn xem đi. Mình xem hoài luôn, mình có hay xem gì đó những cái vầng trán như thì cái chuyện đó là người ta đã nổi tiếng rồi. Thí dụ như ca sĩ nghệ sĩ Thoại Mỹ đi ha, mình nói ví dụ như ha, thì cũng có cái vầng trán trái tim nhưng mà nghệ sĩ Thoại Mỹ cũng đã nổi tiếng rồi. Đó, cho nên hả mấy cái chuyện đó là đã qua rồi. Còn cái này là các bạn hãy xem những người nào mà chưa nổi tiếng mà những người nào còn trẻ, còn nhỏ, còn nghèo á, các bạn xem đi rồi hãy theo dõi cái người đó. Coi coi
cái cuộc đời người đó đó có đúng như Tiết Già nói không? Cái đó mới là hay, tại vì Tiết Già đã từng theo dõi rất là nhiều. Tiết Già chỉ những cái phần tráng trái tim gì đó, nhưng mà cái gì cũng vậy, đa phước đức thì nó đạt kỳ hung, nếu mình tu thêm chút xíu nữa đó hen, thì cái phần tráng này nó sẽ xuống, tóc mai nó sẽ xuống, trái tim nó sẽ đậm lên, nó sẽ đậm lên. Cái đó là do cái sự mình tu phước đức mình nhiều thì cái sự mình hưởng phước giàu có nó rộng rãi hơn. Còn nếu như trường hợp đây là cái tiền kiếp, cái phước báo của anh này, của anh gà trống nuôi con này là đã được được cũng như là có cái phước báo sẵn rồi. Còn nếu anh gà trống nuôi con này mà biết được mình đã có phước báo rồi mà cố tu cái tâm chánh, không có suy nghĩ tham sân si, biết vừa đủ, biết vừa phải, biết ăn chay, biết niệm Phật. Tiết già không có phải bắt buộc tất cả các bạn phải ăn ngày nào cũng ăn chay. Ví dụ như một ngày ăn chay cũng được, một phút ăn chay cũng được, một bữa ăn chay cũng được, một phút đi chùa cũng được. Đó là Tiết già chia sẻ để cho tất cả các bạn, các anh chị em chúng ta cùng nhau để giải thoát ngay trên đời này. Chứ Tiết già không phải là để chỉ cho các bạn mà để giàu có, để so đo hơn người. Đó là Tiết già muốn cho tất cả chúng ta đều phải giải thoát, đều phải sung sướng, không có còn sống một cái cuộc đời mà nghèo khổ, đói rách hay là lang thang homeless nữa. Đó là Tiết già chia sẻ như thế thôi. Còn nếu ai mà chưa có sở hữu được, như Tiết già cũng đâu có sở hữu được cái phần tráng trái tim này, đúng không các bạn? Nhưng mà Tiết già cũng ráng cố gắng tu để Tiết già sẽ sở hữu cái khác. Ví dụ như là trong chân tóc của Tiết già hiện tại bây giờ đó là có một cái mụn ruồi son, nó đã mọc rất là lâu năm rồi mà nó nhỏ xíu thôi đó. Thì các bạn nhiều khi cũng có trong cái ẩn tướng, ngoài cái tướng mà cái dần tráng trái tim này đó, thì các bạn còn nhiều 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 cái tướng khác nữa. Nhưng mà cái phần tráng trái tim này các bạn nên nhớ nha, không phải là nói chuyện tình duyên nha, không phải tình duyên. Tiết già muốn nhấn mạnh đây là một cái mệnh, cái mệnh số đổi đời mà phải hả, bao nhiêu người phải biết đến, cũng như là ai ai cũng biết kẻ gần xa đó. Người mà nổi tiếng, nói chung là người nổi tiếng dứt khoát phải nổi tiếng, dù nghèo cũng nổi tiếng luôn. Tại vì thí dụ như các bạn nghèo, các bạn làm YouTuber, các bạn cũng nổi tiếng, thế giới cũng biết vậy. Như anh gà trống nuôi con hiện tại giờ rất rất nổi tiếng luôn, bởi vì có một Việt kiều Mỹ sắp sửa đến đến cưới anh chàng mà tương lai đây rồi, để Tiết già theo dõi anh là chắc chắn 100% sẽ đi nước ngoài, sẽ đi Mỹ, là để qua bển cuộc đời đổi 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 mới hoàn toàn luôn. Tại vì tại sao đổi mới, anh này có cái phần tráng như thế này, các bạn lên coi liền đi, coi liền và theo dõi tiếp tục đi, rồi bắt đầu sẽ hả cùng Tiết già và theo dõi để tham khảo, để biết mình có một cái vầng trán như thế nào, có một cái sở hữu. Và Tiết già sẽ mai mốt Tiết già sẽ phân tích qua nhiều 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 trong cái thân thể của con người, tại sao giàu, tại sao nghèo nha. Đó các bạn ha, nếu mà xem được cái video của Tiết già thì các bạn nhớ ráng tu tu tâm. Tiết già chỉ khuyên tu tâm thôi, tức là cái tâm mình chánh, không suy nghĩ bậy bạ, không suy nghĩ hơn thua, để cũng như trời ban phước lành cho mình thay đổi, dù cái tướng nghèo tướng xấu thì cũng thay đổi được giàu. Đó là chân thành của Tiết già chia sẻ đến các bạn gần xa thôi. Các bạn xem video của Tiết già rất là cảm ơn các bạn nhiều lắm. Thôi video đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm. Các bạn có thương Tiết già thì nhớ nhấn like và subscribe đăng ký để ủng hộ Tiết già nha. Rồi Tiết già sẽ chia sẻ rất 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 nhiều tâm linh, chuyện tướng số, chuyện mà rất là hấp 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 dẫn luôn các bạn. Bye bye. Cảm ơn các bạn rất nhiều.